Con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của shop Hoa Lan tối ngày hôm nay. Hôm nay thì con bán cây ngọc điểm hàng giống nhưng mà cây đôi, đặc biệt đó là cây đôi như này. Thì con đang bán hiện tại là giá nó là 10 cây 250.000 bao ship. Cây rất là đẹp luôn. Cây thì nó sẽ có cây to cây nhỏ thôi, nó không thể đều được nha cô chú anh chị nhé. 250.000 10 cây. Chậu đôi như này về mình ghép rất là ok luôn đó. Có những cây lamít xếp như này, những cây lamít xếp nhỏ rục như này rất đẹp, những cây to như này. Cây này là cây màu đỏ đốm nè, cây này là cây màu đỏ nè, đỏ loang nè. Nhưng mà cây đôi á, thì có những chậu nó sẽ có hai màu, và những chậu thì nó sẽ có cây to cây nhỏ này. Cây to cây nhỏ, cây này thì to, cây này thì thiệt nhỏ. Đó, nó sẽ không đều được nha cô chú anh chị nha. Cây đôi mà rất là đẹp luôn. Là ok, để cô chú anh chị sưu tầm 10 cây 250.000 bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị nha. Rất là đẹp. Cô chú anh chị cần đặt hàng thì có thể alo bên shop Hoa Lan sẽ gửi hàng cho cô chú anh chị nhé. Rồi, shop về tiếp tục cái cây đơn. Cây đơn thì nó sẽ to hơn cây đôi nhiều. Giá thì nó sẽ là 190.000 10 cây bao ship nha cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị sưu tầm cây to khỏe mập. Cô chú anh chị nào mua hàng giống ngọc điểm bên shop thì cũng đã biết là cây cây hàng giống rất là khỏe. Mười cây không bao ship 190.000 10 cây. Đó là đối với lại cây đơn nha. Rất là nhiều màu, có những cây lá mít nè cô chú anh chị nè. Lá mít thì con sẽ lựa những cái lá mít gửi cho cô chú anh chị nè, hoặc là lá dài thì cây nó sẽ to hơn tùy. Hôm nay thì hàng chậu lớn thì bên shop vẫn có hàng 4 đến 5 cặp lá. Hàng này rất là ok để cô chú anh chị về ghép trụ nhé. Đây, hàng 4 đến 5 cặp lá rất là đẹp luôn, 120.000 một chậu. Cô chú anh chị mua 3 chậu thì shop sẽ bao ship đây. Rất là đẹp và to khỏe mập. Mua từ 3 chậu bên shop sẽ bao ship nha, 120.000 thôi. Rất là rẻ luôn. Đây, cây này thì nó cũng được 2 năm rưỡi, 3 năm tuổi rồi. Thì để cô chú anh chị sưu tầm. Ok. Chủ yếu tông màu trắng, cam, đỏ, đỏ loang. Những nhiều cái tông màu mà chị em cô chú chị nào thích. Con còn ít cây hồ điệp biên vàng. Hồ điệp lá biên 40.000 một cốc như này. Hồ điệp lá biên rất là đẹp. Chỉ với giá 40.000 một cốc. Cây này thì nó đã tàn hoa rồi, chuẩn bị lên mầm mới rồi. Rất là đẹp luôn, về cô chú anh chị sưu tầm bằng chóe luôn, 40.000 một cốc. Rồi, cô chú anh chị nào cần thì có thể alo cho shop để shop gửi hàng nhé.